Lần nói đầu tiên cho phép cổ Thạch Xuyên cùng Mai anh gái Mai Phương Thảo xin được gửi tên tất cả các anh chị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và liên tục chương trình văn nghệ buổi chiều ngày hôm nay, cổ Thạch Xuyên cùng Mai Phương Thảo xin được phép gửi đến cả nhà một bài tân cổ rất là dễ thương của cố sông già nhân dân Diễn Châu được mang tên Duyên Quê. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Anh Thắng kìa, em Hồng, em đi đâu mà sớm quá vậy? Còn anh đang ngó bông gì đó. Anh hả? Anh đang đứng nhìn lúa sớm trổ đầy bông đông đưa theo gió, mà lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả. Trời ơi! Thì bỗng nghe bước chân nhẹ nhàng em à, khi quay nhìn lại sau lưng thì quả đó là em à. Hồng. Ý anh chào quê em à. Mới sáng sớm em đi đâu? Một tay thì xách chiếc lồng tre, còn tay kia em xách vỏ rau dừa. Em đi kiếm anh gì? Để nói với một cô gái quê kiểu màu. Anh khen tặng quá lời làm em đẹp thêm mắt cỡ sáng hôm nay, mặt trời lên đẹp quá, sương mai đổ bờ nhà ta đã có tiếng. Hồng ơi, em đi đâu mang theo chiếc lồng tre sơn xanh sơn đỏ, đôi má em hay hay như ánh mặt trời lên sao mái nhà tranh nhỏ nhỏ đồng sương mờ. Rõ ràng với nụ cười tươi đáng ước nhìn anh với ánh mắt sáng ngời. Anh nghe lòng mình chan chứa một niềm vui như muốn chan hòa theo mùi hương lúa chín. Lúa anh chín á thì đâu, mà lúa của anh cũng là lúa ngắn ngày mà. Em biết rồi, anh nghe anh Thanh ơi. Sao em? Anh có nghe chăng tiếng cười tiếng nói, hôm xa giờ đây rộng đã khắp xa gần. Cho cùng mà tình nắng nghĩa sâu, anh thương em bởi cái tính thiệt thà ngay thẳng. Em tặng cho anh con tim sao nhỏ mà em đã nói từ già mới già thôi. Hồng ơi. Dạ. Em qua đây, em qua đây anh nói em nghe cái này nè. Trời ơi,
nhắc tới chuyện đám cưới sao anh lo quá em mà. Trời ơi, đời người chỉ có một lần thôi, mà thương em thì phải ráng chịu chứ. Anh biết rồi, anh đâu có lo gì chuyện khó khăn cực khổ, mà chuyện của anh lo là... Là chuyện gì vậy? Anh nói cho em nghe có được không? Số là ba má em á, ăn ở theo kiểu người xưa. Ngày làm lễ cưới á, nếu anh phải mặc áo dài, khăn đông, rồi còn mang guốc nữa. Trời ơi, kẹt cho anh quá em mà. Trời ơi, mình nhà quê mà, thương em thì phải ráng chịu chứ. Ba má biết được á, là phiền lắm đó. Anh biết rồi. Yêu nhau chẳng ngày gian nan, huống chi những chuyện nhỏ nhoi tầm thường. Đó rồi mỗi sáng tinh sương, hai đứa đã rộn cuốn cuộn dòng. Thấy em nên vợ nên chồng, còn sao trong lòng cũng đôi gì. Dạ có thật xin. Một lần nữa Mai Phương Thảo. Xin cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Rất nhiều. Thank you.
Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu, chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Ghê chiêu Cà Mau đã cắm xào trên kênh Ngã Bài, cô gái năm xưa sẽ chẳng thấy ra chào. Trong đường xưa hoa thanh từ hôm nào, tôi giác ơi chưa bóng từ nghe lên sông này. Chiếc áo nhộm bùng đã lắm tắm giọt mồ hôi, nhà của cô sao thức vắng tanh. Trong gió lạnh chiều đông bồng ai dạo đất khúc huyệt nằm, như chiều vào lòng tôi một nỗi buồn. Thank you.
một lời nói ngắn từ già cho đến đôi chiếu bóng mà tôi dệt mấy ngày công lòng ra nay cũng nằm chờ ở dưới khoảng thuyền tiểu một nỗi buồn tê tay tôi ngồi yên sao lái mắt hướng về nẻo cũ vườn xưa hỡi ơi con sông phụng hiệp chảy ra bãi ngã thì lời của tôi cũng lại lắng buồn dòng có ai biết được tấm lòng của tôi đối với cô gái mỹ miều trên kênh ngã bài sông sâu bên lỡ bên bồi tình anh bán chiếu trọn đời không phai. Cảm ơn Trung rất nhiều.